chị em tốt với nhau là không ai dìm ai, đồng lòng mặc một màu nha mấy bà. Kiểu một phụ nữ không thích vướng bận, có hai bên túi sẵn rồi khỏi đem theo túi cho mệt, chủ yếu tụ hợp với họ chị em thôi, có mút sẵn luôn nha, nói chung chỉ cần mặc lên xách cái thùng đi là được. Kiểu hai là một áo và một chân váy. Kiểu hai cho style ngầu ngầu cá tính cho mấy bạn thích theo cái vai mà tay tay á. Một điểm cộng siêu lớn là tông của màu nâu này tôn da chị em mình cực kỳ. Không thể nào thiếu được thành viên bánh bèo, người con gái mạnh mẽ nhất nhóm. Em chân váy này lúc đầu mấy bạn nhận được á, có thể để yên hoặc là tháo cái phần ở giữa ra để cột chung với lại phần thắt lưng hông như tôi nha. Và hoàn toàn có thể tách set nha, như là em váy này tôi đổi thành em váy của set thứ hai cũng được, vẫn rất là xinh. Clip này là dành cho mấy bà chán đầm cần áo nha. Tiết lộ từ đầu clip luôn là những em áo này chỉ có 2XX thôi nha. Cả ba áo tôi đều phối chung với lại em quần trắng này, dễ phối dễ mặc. Lâu lắm rồi mới lên một cái clip toàn là áo, mà áo đi biển đi du lịch được luôn nữa chứ, quá đã. Nếu như hỏi bạn mình có 6 người thì em này cũng lo được luôn, bởi vì em này có 6 màu, tím, cam, vàng, trắng, đen và xanh biển. Đủ thể loại yếm cho mấy bà tha hồ lựa chọn em này thì sẽ có nhiều họa tiết hơn, trước ngắn sau dài. Có 4 màu, hồng, hồng 1, kem và xanh, màu của tôi mặc là màu hồng 1 nha. Em này cho mấy bà thích mặc cái kiểu rậm rạp rồi long long rồi đó thì em này long nhiều nha. Không hề ngứa, vải lót bên trong dày dặn nên có độ phòng rất tốt, tôi đứng yên nè, không làm gì hết mà vẫn phòng như thường. Quá ổn để hiện diện vô vali của tụi mình. Tiếp tục lộng hành túi tiền của mấy bà nha. Đâu phải lúc nào cũng xài sang đâu, phải lên những đồ hạt dẻ chứ. Sao nói gì nữa, trời ơi, ngầu như mấy chị đi tỉ bên Trung luôn. Kính đá bảo đảm đi làm đi học đều được, đặc biệt là tại vì cái form vai của cái áo này rất đẹp. Đẹp ngầu và quan trọng là không có gì để bàn cãi về hiện kim nữa luôn. Tôi tận dụng cái áo này để phối tiếp với là một kiểu váy trơn dài đơn giản nhưng mà lên dáng lên form vẫn rất đẹp. Kiểu như là lừa diện đồ nhưng mà vẫn có gu. Bây giờ qua tới tận dụng phần váy nha. Váy thì tôi phối với lại áo lưới, có tặng kèm áo quay ở bên trong sẵn luôn. Vậy là lại có thêm một outfit nhanh gọn lẹ, hạt dẻ, mặc kín đáo đi đâu cũng được. Alo mấy bạn sinh viên, coi clip của tôi đâu hết rồi, coi cái màu kìa nó sáng da lắm luôn. Tai kiểu lượng thượng thơ thơ mà có trật tự á, nói chung là xinh lắm nha. Rồi đó, đồ rẻ đẹp, ứng dụng nhiều, kín đáo, thỏa nỗi lòng của mấy bà chưa? Tôi bị lười kinh khủng luôn ý, nên là bây giờ mà lựa áo sơ mi á thì tôi sẽ chọn những cái áo mà chất liệu giống như kiểu là nó thô lụa, mặc sẽ đỡ bị nhăn nhiều hơn, tôi giặt máy giặt thoải mái luôn, không có bị xù lông hay là xỉn màu. Da ngâm thì recommend mấy bà mặc màu tím pastel nè, form oversize là dưới 1m70 và dưới 60 cân là vừa nha. Người yêu cũ là bạn của bạn của bạn mình, bạn của bạn của bạn mình rủ đi ăn cưới, su sao có mời cả tên ấy, thế thì mặc cái gì trong slay chứ không bị mang tiếng là tranh spotlight với cô dâu. Một set áo đen lưới với lại chân váy lụa hơi bị bánh cuốn luôn, em chân váy lụa này là đúng chất lụa, tới mẹ của Dìn hơi bị khó tính luôn mà còn khen quá trời khen, rất là slay, rất là keo lì mà không có quá hở hang.
thể diện đồ full xám trông đỡ bị nhàm chán, thì mọi người cứ thử kiểu trên đậm dưới nhạt hoặc là dưới đậm trên nhạt là được. Kết hợp thêm phụ kiện màu đen thì hợp với những cô nàng kiểu lạnh lùng chanh xả gơ á. Set xám hôm nay nhìn mặt là một em len trễ vai kết hợp với một em chân váy dài đang là hot trend luôn đó. Nhìn kín đáo nhưng mà vẫn xinh, không có bị dừ đâu nha.